Chào các anh chị, hôm nay con điện tử Thái Bình Dương xin hướng dẫn các anh chị sử dụng con điện tử OVAV với chức năng là tính tiền ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ để cân thăng bằng trên một mặt phẳng ạ. Ta sẽ điều chỉnh các chân đế sẽ cho các chân nằm vững trên mặt phẳng đó ạ. Tiếp theo ta sẽ bật nút nguồn ở phía dưới bên phải của con này ạ. Đợi con trở về không và ta bắt đầu sử dụng ạ. Con sẽ có hai màn hình, gồm một màn hình trước và một màn hình sau ạ, giúp các anh chị và khách hàng có thể đồng thời theo dõi được kết quả cân nè. Mỗi màn hình trước và sau sẽ có 3 màn hình nhỏ à. Màn hình đầu tiên sẽ là màn hình hiển thị trọng lượng khi chúng ta đặt lên cân. Màn hình thứ hai sẽ là màn hình hiển thị đơn giá khi chúng ta nhập vào, và màn hình thứ ba sẽ là màn hình hiển thị hành tiền cho chúng ta đây à. Cân sẽ có chế độ ngủ à. Trong vòng khoảng 3 giây các anh chị không sử dụng, cân sẽ ngủ đi, giúp các anh chị tiết kiệm pin trong khi các anh chị không sử dụng à. Bên đây là các phím chức năng dùng để sử dụng cân ạ. Để bắt đầu sử dụng cân, đầu tiên ta sẽ cho sản phẩm lên cân ạ. Sau đó ta sẽ nhập đơn giá của sản phẩm vào ạ. Thì lúc này cân sẽ giúp chúng ta tính được hành tiền ở đây ạ. Khi ta đặt thêm sản phẩm lên ạ, chúng ta có thể thay đổi đơn giá bằng cách xóa đi bằng phím CE đây ạ và nhập đơn giá mới vào ạ. Thì cân sẽ thay đổi hành tiền cho chúng ta đây ạ. Ngoài ra cân còn có chức năng là cộng dồn ạ. Chúng ta có thể cộng dồn nhiều sản phẩm lại với nhau ạ. Ví dụ đây ạ, ta sẽ cho sản phẩm đầu tiên lên cân ạ. Sau đó ta nhập đơn giá của sản phẩm đầu tiên vào ạ. Ta nhấn phím vào mở cộng đây ạ. Thì lúc này cân sẽ ẹt 1 và tổng số tiền chúng ta sẽ là 20 ạ. Sau đó ta cho sản phẩm thứ hai lên cân ạ. Và tiếp tục nhập đơn giá của sản phẩm thứ hai vào ạ. Và tiếp tục nhớ mở cộng ạ. Thì lúc này con sẽ add 2 và tổng số tiền của chúng ta là 80 đây ạ. Tiếp tục ta cho sản phẩm thứ 3 lên con đây ạ. Giờ ta nhập đơn giá của sản phẩm thứ 3 vào ạ. Giờ ta tiếp tục nhấn mở cộng đây ạ. Thì con nó sẽ add 3 và tổng số tiền chúng ta sẽ là 115.000 đây ạ. Chúng ta có thể xem lại bằng cách nhấn phím MG đây ạ. Total 3 và tổng số tiền là 115 ạ. Chúng ta có thể xóa đi cái mã cộng dồn này bằng cách nhấn phím MC trước khi chúng ta cộng dồn những mã sản phẩm khác ạ. Cân còn có chức năng là trừ bì ạ. Các anh chị muốn trừ bì một trọng lượng nào đó, đầu tiên ta sẽ cho trọng lượng đó lên cân ạ. Sau đó ta nhấn phím T thì cân nó sẽ trở về không. Ta tiếp tục cho mặt hàng các anh chị muốn cân lên cân ạ. Thì lúc này trên cân nó chỉ hiển thị trọng lượng mà các anh chị đã đặt lên sao thôi ạ. Khi ta nhập đơn giá vào thì cân chỉ tính tiền theo đơn giá mà chúng ta đã đặt lên sao ạ. Khi chúng ta lấy hai mặt hàng này xuống thì cân nó sẽ âm đi trọng lượng mà ta đã bì trước đó. Để bỏ bì chúng ta nhấn teo lần nữa ạ, thì cân nó sẽ trở về không và ta tiếp tục sử dụng. Phím xe go là phím dùng để trở về không khi cân không ổn định ạ. Phím BKL là phím dùng để thay đổi độ sáng màn hình ạ. Chúng ta có thể thay đổi đến độ sáng màn hình mà chúng ta muốn sử dụng ạ. Phím cộng và phím GC là phím dùng để cài đặt ạ, chúng ta hạn chế sử dụng ạ. Cân được sử dụng nguồn pin ạ. Chúng ta sẽ sạc với nguồn điện là 220 ạ. Chúng ta sẽ sạc trong vòng 8 tiếng và bắt đầu sử dụng ạ. Cổng sạc sẽ nằm ở phía bên phải của cân đây ạ. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video ạ.